xin mến chào quý cô chú anh chị em mình yêu thích mai vàng, bonsai cây kiểng trên cả nước đang xem kênh YouTube Linh Bonsai. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị em mình một lô mai con quấn rễ trái bí. Lô này em vô thùng C6 nha cô chú anh chị. Đây, cái bịch nó gì? Đây cũng từ là cái lô này cũng là từ cái bịch 16. Rồi em sang qua thùng 16 nha cô chú, sang qua thùng C6 nha cô chú anh chị. Thì cây này thì em vô nay cũng được khoảng tháng mấy rồi, nó cũng đã bắt rồi cô chú anh chị ha. Mà cây này thuần em chỉ để cái bầu qua để thay, em cũng dự định là cái lô hàng này em ghép ha cô chú anh chị. Đó, thì cái hàng này là cái sản phẩm này em chỉ bán cho cô chú anh chị là sản phẩm chứ em không có bao bọc bông nha cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị mua cái hàng này về để tới cái tháng mà thuần cô chú anh chị mình ghép thì rất là ngon nha cô chú anh chị ha. Cây thì bằng đầu đũa ăn trở lên nha. Đó, có số là nó nhỏ hơn thì em không có gửi, từ đầu đũa ăn trở lên. Đây, cây nói chung thì tàn chi cành này cũng rất là đều, trồng cũng được luôn cô chú anh chị mình, trồng cũng bình thường tại vì hàng này cũng là lấy nguồn hạt từ nguồn hạt mai vườn mình á, bông nó cũng 5-12 cánh cô chú anh chị ha, chứ không phải hạt giáo Thủ Đức nha. Thì để em vô em moi cho cô chú hay cô chú anh chị mình xem cái cây này. Bữa nay cũng lấy ngẫu nhiên hai cây, cái này do mình vô sâu trái bí á này cô chú anh chị, trái bí này em vô sâu xuống nha cô chú anh chị, để thứ nhất cái cây nó không có lật nè, em vô sâu nè. Thứ hai á, là để cho nó lắp cái múi bí, cho múi bí nó lớn lên nha cô chú anh chị. Đây mình cho cô chú anh chị mình xem ha, cái múi bí nè, cái dòng bí nó lớn nha cô chú anh chị ha, cục chỉ sư dừa em cũng quấn lớn lắm. Cây này thì nói chung xanh mướt, 4 múi 5 múi trở lên như cô chú anh chị. 1 2 3 4 5 6 thưa nè, cái dòng bí nó thưa nè thấy cô chú anh chị ha, nó không bất khích. Này cô chú anh chị mình trồng là mình cấy cho ngoài đất cho lớn hoặc là mình ghép cũng ngon lắm như cô chú anh chị. Cái hàng này em vô cái thùng C vậy nè cô chú anh chị ha. Về cô chú anh chị mình cứ để bình thường, cô chú anh chị mình tưới dưỡng rễ bình thường thôi ha, hoặc tưới phân luôn cũng được. Chứ không cần phải cô chú anh chị mình phải thay ra nữa, tại em mới thay nè, phân sư dừa còn mới lắm nha cô chú anh chị ha. Thì cái lô hàng này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là giá là 35.000. Em ship một đơn hàng của em á là từ 10 cây trở lên ha. Và không bao phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Những cô chú anh chị mà cứ lấy cái số lượng á thì em sẽ hỗ trợ tiền phí ship cho cô chú anh chị em mình nha, chứ em không có bao phí nha. Đây cái hàng này thì nói chung rất là chuẩn nha cô chú anh chị. 1 2 3 4 5. Hàng này là hàng bí lớn nha. Vô cái thùng C6 nè. Cô chú anh chị. Giá này là em bán rất là hữu nghị cho cô chú anh chị em mình luôn á. Đây em quay tiếp cho cô chú anh chị. Em gửi cây thì cũng từ cỡ này trở lên ha. Em mấy cây nhỏ quá em bỏ lại ha. Đây thì trong cái bám thì nhất định cũng sẽ có nhỏ rồi, mấy nhỏ em bỏ lại hết. Tại nhỏ em vô thùng rồi thì em chứ tưới phân thì lớn theo mấy cái kia thôi à. Tại nhiều khi nó nằm trong chung trong đám vậy nè, cái nó gặp. Thì mọi chi tiết của cô chú anh chị có thích cái lô hàng này thì cứ liên hệ trực tiếp bên nhà vườn em qua số điện thoại 0966993277 nha cô chú anh chị. Đây cái lô này em cũng không có nhiều, tầm khoảng 1000 cây à. Tại hàng này hàng nói chung là em tiễn á, tiễn hàng á, em không có làm được nhiều nha cô chú anh chị. Chung hàng mình làm mình rễ em chứ rễ nó được dài, quấn được dài mà quấn như trái bí vậy nó cũng ít lắm, mình ương không có được nhiều. Thì hàng này cô chú anh chị mình mua về một là ghép ha, một là ghép, hai là trồng đảo thân như này kia đó, hay mình cấy lại thì cũng rất là ngon nha cô chú anh chị ha. Cái độ tàn nó thì không bằng cái lô 8.000 của em bán vừa rồi ha, nhưng mà được cái bộ đế nó đẹp hơn cái lô kia. Lô kia cái bí nhỏ thôi, cành chi đâu quá chứ ngon. Này thì cô chú anh chị mình trồng cũng ngon, trồng đất sau này củ bự, tiền nào của nấy mà cô chú anh vậy ha. 8.000 thì đẹp theo 8.000, còn 30.000 thì đẹp theo 30.000. Bữa hỏi mình muốn có giao lưu clip kia 50.000 luôn, 50.000 thì nó cũng bự hơn, xê xích hơn này tí xíu thôi.
chứ cũng hơn gì. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Nhưng cô chú anh chị mà xem clip mà chưa có đăng ký thì cho em xin một like, một đăng ký ha, để em tiếp tục lên những clip tiếp theo. Ví dụ em lên những mặt hàng mới, ví dụ như là những mã giống tiếp theo, như em sẽ giới thiệu với cô chú anh chị mình những giống mới như cúc bạch mai nè, tam sắc hoàng mai ha. Thì cô chú anh chị mình tiện theo dõi ủng hộ bên nhà vườn em ha. Em cảm ơn cô chú anh chị và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình những clip tiếp theo nha.